giới thiệu thân thể. Sự nghiệp ông Phạm Minh Chỉnh, xuất thân và giáo dục. Ông Phạm Minh Chỉnh, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 tại xóm Hoa Trường, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trong một gia đình tạm anh chị em, cha ông là một cán bộ, công chức địa phương, mẹ làm ruộng. Năm 1963, ông theo gia đình về xây dựng vùng kinh tế mới tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa thời nhỏ. Ông theo học trung học tại trường phổ thông cấp 3 Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1975, ông theo học dự bị ngoại ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 1976, ông được cử làm lưu học sinh tại Bucharest, Romania. Ông học tiếng Romani và nhập học chuyên ngành xây dựng tại Đại học Xây dựng Bucharest. Đến năm 1984, ông tốt nghiệp kỹ sư xây dựng. Năm 2000, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ luật trở thành tiến sĩ luật. Ngày 9 tháng 3 năm 2010, được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước phong học hàm phó giáo sư chuyên ngành luật. Ông Phạm Minh Chính được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 25 tháng 12 năm 1986, trở thành đảng viên chính thức vào ngày 25 tháng 12 năm 1987. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Sự nghiệp Năm 1984, ông Phạm Minh Chính tốt nghiệp đại học ở Romani, trở về nước, bắt đầu sự nghiệp của mình. Ông được phân công làm nghiên cứu viên khoa học tại Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ. Đến năm 1989, ông được điều đồng sang công tác tại Bộ Ngoại giao, làm bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Romani. Đây là thời điểm mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Romani và cả xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. Ông công tác ở đại sứ quán với nhiệm vụ trực tiếp xem xét, đánh giá sự biến chuyển của các nước Đông Âu, phục vụ cho đường lối của Việt Nam trong thời kỳ này. Năm 1996, ông được điều trở lại Việt Nam, công tác tại Bộ Nội vụ, chuyển thể thành Bộ Công an năm 1998. Ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ thư ký tổng hợp Văn phòng Bộ Công an, phó cục trưởng phụ trách cục rồi cục trưởng cục tình báo kinh tế và khoa học kỹ thuật Bộ Công an. Năm 2006, Ông Phạm Minh Trịnh được bổ nhiệm làm phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công an. Những năm này, ông còn kiêm nhiệm vị trí chuyên viên cấp cao văn phòng chính phủ, là giảng viên đại học, giảng dạy tại các trường công an như Học viện An ninh Nhân dân. Ngày 25 tháng 4 năm 2007, ông Phạm Minh Trịnh được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phong quân hàm thiếu tướng Công an Nhân dân. Đến tháng 12 năm 2009, ông được Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục hậu cần kỹ thuật Bộ Công an. Ngày 3 tháng 2 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an. Trong cùng năm, ngày 16 tháng 7 năm 2010, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính có lịch sử thăng cấp hàm bậc tướng Thiếu tướng, Trung tướng đều cùng các đợt với ông Tô Lâm. Ngày 12 tháng 8 năm 2010, ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ngày 18 tháng 1 năm 2011, tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 11, ông Phạm Minh Chính được bầu làm ủy viên chính thức ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 8 tháng 8 năm 2011, ông được Bộ Chính trị điều chuyển về công tác ở tỉnh Quảng Ninh, miễn nhiệm chức vụ Thủ trưởng Bộ Công an Việt Nam, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Bí thư đảng ủy quân sự tỉnh Quảng Ninh, kế nhiệm ông Vũ Đức Đam. Ông lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh những năm 2011-2015, mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh vùng biển. Ông Phạm Minh Trịnh trùng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 từ tỉnh Quảng Ninh vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Quảng Ninh gồm thành phố Hà Long, thành phố Cẩm Phả được 321.908 phiếu, đạt tỷ lệ 91,64% số phiếu hợp lệ. Ông lần đầu được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu ứng cử và đà trúng cử thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Ngày 9 tháng 4 năm 2015, ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị điều đồng về công tác ở Trung ương, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 27 tháng 1 năm 2016, ông được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 bầu vào Bộ Chính trị Trung ương, là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Ngày 4 tháng 2 năm 2016, ông được Bộ Chính trị phân công ông tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 5 tháng 2 năm 2016, Ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính cũng là ủy viên ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 20 tháng 1 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định bổ nhiệm ông làm phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng đặc khu kinh tế Việt Nam. Đến ngày 06 tháng 10 năm 2018, tại hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa 12 Ông Phạm Minh Chính được phân công làm trưởng tiểu ban điều lệ đảng để chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đầu năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 diễn ra. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm ủy viên chính thức ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Gia đình, ông Phạm Minh Chính công tác và sinh sống tại thủ đô Hà Nội, vợ chồng ông có hai con một con gái và một con trai. Em trai ông là Phạm Trí Thức, dự chức phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, 14. Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 13, 14. Em gái ông là Phạm Thị Thanh, vụ trưởng vụ nội chính. Vụ 4, Văn phòng Chính phủ. Khen thưởng, ông Phạm Minh Chính được trao những giải thưởng, huân huy chương sau, huân chương lao động hạng 3, huân chương quân công hạng 3 huân chương lao động hàng nhì huân chương chiến công hàng hai huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất